Quán bún bò mở ra nhằm mục đích gì? Liệu rằng họ có đang thất thể như vậy không? Hồng Loan có ra tay hại họ một lần nào chưa? Sáng nay có một vài người đã lên án Hồng Loan rằng truy cùng đuổi tận những người đang thất thế. Mình ghi nhanh vài lời như sau. Phượng Rùi đã và sắp lên nhiều kế hoạch đóng vài nạn nhân. Ai yếu vía, không đủ niềm tin hoặc đơn giản động vào lòng trắc ẩn sẽ trúng kế ngay. Quay xe và quay sang nghĩ, Loan đang thành công dồn dập, không nên vùi dập truy cùng đuổi tận người thân. Những người dù xấu nhưng đang gặp nạn. Họ mở quán bún bò nhằm mục đích để dẹp quán sợ ít lâu. Có thể những người còn lại không nghĩ ra kế hoạch này của con ruồi để rửa tiền, hợp thức quả tiền ăn chặn đám tang để lấy lòng thương hại của cộng đồng, mà mục đích lớn nhất của họ là có thể vinh vào nói Hồng Loan bơm hàng phá quán để dẹp quán, triệt tiêu con đường làm ăn chân chính của họ. Thất thế, ai thất thế chứ Phượng Ruồi thì không nha mọi người. Có thấy đếm tiền, đếm vàng chưa? 15 phút đếm mỏi cả tay á cô ơi. Còn rất nhiều tiền chảy vào tài khoản khi kêu gọi. Cần gì mà phải bán bún bò vậy, ăn tiền YouTube nữa. Vụ này chỉ có thể mẹ con Hồng Phượng hưởng, còn những người còn lại cần sống, cần mưu sinh. Họ làm cái quán là hợp lý, không ai bơm hàng họ cả, không ai chính nghĩa mà rảnh để phá. Chỉ có họ tự biên tự diễn bởi một chồng của người YouTuber duy nhất túc trực tại quán. Quay những cái cần quay, cần truyền tải do Phượng chỉ đạo. Mình không quan tâm tới quán bún bò này. Nếu họ mở quán ra làm ăn bình thường như bao quán bún khác, không kiếm chỗ sát bên nhà của Hồng Loan, không nộ 500-600 tô một ngày, không thuê một YouTuber tới quay thường xuyên, không treo đề hình của cổ nghệ sĩ, thì không ai đụng vô làm gì. Mà sao cô Lạnh không làm chủ quán mà lại là con Phượng? Ồ, sao Loan thành công quá, Loan có quyền sung sướng giàu có, cha cô ấy có hơn 2.000 lượng vàng, lẽ ra cô ấy đã sướng từ lâu mà bị tới 36 năm đày đọa, ủng hộ ai đó họ sung sướng thì mình nên mừng, không nên sổm con mắt mới là trượng nghĩa, còn người ác phải trả giá thì là rõ ràng. Nhà tù xây lên để làm gì? Loan truy cùng đuổi tận họ, Loan làm gì có kêu gọi ai, làm hại họ chưa, Loan không hề làm, toàn đỡ. Mọi người đang tha thiết Loan mạnh tay hơn kiện ngược lại cho họ vô ủ tờ kìa, vì họ đang quá đáng mỗi ngày. Loan giờ ở thế mạnh, gặt quả ngọt, họ gặt quả đắng, đó là nhân quả cả thôi. Sao lại thấy khó chịu sự được của người thiện? Nếu ai đó đã lên bài, lập luận, cần phải theo dõi sát câu chuyện để lên tiếng, nói công tâm không phải hời hợt mà nói được. Việc làm của họ theo dõi thấy tận cùng của sự độc ác không đơn giản là ác đâu. Không ai phá cũng chẳng ai bơm hàng họ cả, họ dựng ra cả thôi, họ bỏ ra một số tiền để mở quán và sẽ dẹp quán vì chả có ai ăn, toàn thuê người tới ăn. Bước tiếp theo là họ sẽ dẹp quán và la làng lên, là bên phía Hồng Loan đã phá họ, diệt đường làm ăn của họ và sẽ khóc lóc tội nghiệp lắm. Mục đích là khiến khán giả của Hồng Loan quay xe để Loan cảm thấy áy náy mà không kiện họ, lòi ra sự ăn chặn của họ.